Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ký ức thể thao. Cách đây đúng 18 năm, SEA Games lần thứ 22 năm 2003 được tổ chức tại Việt Nam, cho đến nay vẫn là một trong những kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á có quy mô và được tổ chức thành công nhất. Nói đến SEA Games 22, chúng ta không thể không nhắc đến bài hát Vì một thế giới ngày mai, ca khúc chính thức của kỳ SEA Games năm ấy. Có rất nhiều điều thú vị khi nhạc sĩ Quang Vinh viết ca khúc này. Tất cả điều đó sẽ được nhạc sĩ Quang Vinh chia sẻ với chúng ta trong Ký ức thể thao ngày hôm nay. Mỗi một tác phẩm nó ra đời đều có nó như một cái sinh mệnh, nó có thời khắc. Thì người ta có thể nói hơi tâm linh một chút, và thực ra những cái phút thăng hoa nó vào một thời điểm nhất định nào đó mà đôi khi mình cố không tạo ra được. Và cái thăng hoa này đôi khi nó rơi vào người nào thì người đấy được hưởng nó. Rất nhiều nhạc sĩ rất là giỏi, viết nhạc rất là hay. Thế nhưng vào thời điểm có thể tôi là người may mắn. Trong quá trình nó diễn ra bài hát này có rất là nhiều thăng trầm, tại vì rất nhiều nghệ sĩ tham gia, rất nhiều nhóm đã biểu diễn, và đặc biệt là khi lựa chọn vào khi khai mạc chính thức của đại hội thì lúc ấy quyền không phải là của tôi nữa mà là của tổng đạo diễn chương trình, của ban tổ chức, của ban chỉ đạo. Chứ còn với tôi thì tôi nghĩ là có thể hai ca sĩ là rất là đẹp, nhưng mà ban tổ chức thì cũng muốn là làm một cái điều gì đó cho nó khác. Thứ nhất là SEA Games 22 và mình có 10 nước, cũng nghĩa là có dự kiến 11 nước nằm trong khối SEA Games. Vì vậy thì ban tổ chức đã chọn là 22 ca sĩ, tức là mỗi một nước có một nam một nữ. Người ta hay nói là trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, mà nếu anh muốn vì thế giới ngày mai có nghĩa là phải bắt đầu từ trẻ em ngày mai. Thế thì trong mình lúc đó cũng có những cái nội tâm nghĩ, cảm thấy là nhìn ra thế giới, cảm thấy cần phải làm gì đó, phải bắt đầu từ lúc trẻ ngay. Đấy là một lý do. Thứ hai là chính vì nó mà tôi mới lại tính là trong cách phối khí dàn dựng, tôi lại cho một phần của trẻ em hát. Thì phần đấy đối với người nghe thì thường là coi đấy là một cái phần cảm xúc mạnh nhất của bài hát khi trẻ con cất lên. Công chúng đón nhận và dành cho cái bài hát đấy là một cái tình cảm rất là trìu mến, yêu quý. Bài hát này nếu mà nói về lợi ích kinh tế thì không. Tại vì lúc đó tôi cảm thấy không có gì thay đổi được. Cái danh dự mà mình đã được đón nhận, cái niềm vui, cái vinh quang đấy. Vì về kinh tế, thực ra ở Việt Nam thì đều có các cái quy định mà mình có một đơn vị là họ muốn được bảo trợ độc quyền cái bài này. Nhưng mà với số tiền rất là lớn. Nhưng mà tôi thì mình cũng chưa quen, nên mình cảm thấy là có lẽ cái mà mình được xã hội chấp nhận, mình dành cái vinh quang này cho dân tộc mình hơn là việc mình có cái tư duy kinh doanh. Nhìn tôi thì người ta thấy tôi không có phong cách thể thao lắm, nhưng thực ra tôi rất là thích thể thao và tôi có khả năng chơi rất nhiều môn thể thao. Đến với thể thao thì thực ra tôi rất là thích, tại vì thể thao nó, nếu mà mình nói có vẻ hơi thiên vị thì nó rất là thánh thiện, tại vì nó là cái thật nhất. Để nó là con người nhất, để người ta hưởng thụ nó, vận dụng nó trong cuộc sống. Chưa nói đến chuyện là đối với thể thao nó có rất nhiều cái môn đối kháng mà nó cũng thể hiện cái tính chất đàn ông hay đàn bà đều có cái cơ hội để mình bộc lộ mình thông qua các cái hoạt động thể thao. Có nhiều điều rất là đáng nhớ, nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất đối với tôi chính là nét mặt, khuôn mặt của mọi người khi nghe bài này, khi đến với bài này. Bài hát Vì một thế giới ngày mai thì đã mang đến cho tôi rất nhiều điều. Thứ nhất là tôi cho rằng cũng là một cái danh dự, uy tín. Bởi vì đối với công chúng thì cái cuối cùng mà anh định nói là sản phẩm. Thì bài đấy đối với tôi và đối với xã hội, nó là một sản phẩm được xã hội chấp nhận. Chứ họ không xem quá trình. Thì cái này cũng là một bài học đối với tôi. Tại vì phải lấy sản phẩm làm thước đo cái giá trị. Chứ mình không, đấy cũng là cái cách mà sau này tôi áp dụng rất nhiều trong công tác quản lý. Thì và chính mình có được một sản phẩm để xã hội chấp nhận, tôn vinh, thì đấy là tôi nghĩ là một thành công rất lớn đối với một cuộc đời một nhạc sĩ. Giai điệu của bài hát Vì một thế giới ngày mai của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh đã mang lại những cảm hứng cho không chỉ các đoàn thể thao tranh tài tại SEA Games lần thứ 22 tại Việt Nam, mà bài hát này còn có được sự đón nhận của giới trẻ. Và thời điểm đó,
thông qua tần suất quảng bá cho SEA Games 22. Đa số các bạn trẻ tại Việt Nam và các đoàn thể thao quốc tế đều thuộc bài hát này. Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi giai điệu Vì một thế giới ngày mai được vang lên, đã có rất nhiều người bồi hồi tìm về ký ức để trở lại một kỷ niệm thật đẹp đã qua. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.